chào các bạn. Thì đây là một cặp mai mà anh Long ra giá với giá là 100 triệu. Đây, để quay chi tiết cái cây này cho các bạn coi nha. Rất là đẹp nha. Trên thân cây thì có những cái u bướu mà lồi rất là đẹp. Giá mà chủ vườn mong muốn là 100 triệu cây này. Một cái mai rất là già. Đây, tiếp theo ở đây cũng 100 triệu đây. Tất nhiên đó là giá chủ vườn đưa ra. Còn giá thực tế thì tùy theo khả năng thương lượng. Bộ đớ rất là đẹp nha. Đớ rất là đẹp với cái giá 100 triệu thì đa số điện thoại rất là đẹp. Đó là số điện thoại anh Long là với số là 0935445519. Đây là những cây mai Tết đang được bày bán ngoài đường đây. Rất là nhiều cây đẹp. Thì đang cho những cái búp rất là to. Rất là tuyệt vời nha. Cây mai khá là độc đáo. Cái này bông rất là dày nè. Bông dày chi chít luôn. Cây mai này chờ Tết thì quá là đẹp. Đa số những cây mai này rất là lâu năm rồi. Đây rất là già. Cây rất là già cây.
rất là nhiều cây đẹp. Quá là đẹp. Các bạn nhớ bấm nút đăng ký giúp mình nha. Bấm nút đăng ký kênh, cũng như là bấm vào biểu tượng chuông á, để khi mà mình coi những clip mới thì nó tự động báo. Rất cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Nhiều cây đẹp quá, cây nào cũng đẹp rồi. Cây nào cũng rất là đẹp ha. Đây là một chậu mai theo mình thấy là rất là đẹp nha. Úp kinh khủng luôn. Cái này bao tiền anh? Cái này bao tiền? Mấy triệu? 10 triệu hả? Cây này bạn thấy búp nó dày không? Đây. Búp dày kín luôn, rất là xài búp. Đây là một cây mình thấy nó cũng rất là đẹp này. Khu vực này mình thấy toàn cây đẹp không ạ? Còn những cây là lâu năm rất là đẹp. Quá là tuyệt vời. Đã đỡ cái tàn nó tự nhiên rất là đẹp ha. Đây những cây nhất có lẽ là tiêu biểu này đã trưng bày chậu rất là đẹp luôn. Bồi đỡ rất là tuyệt vời.
đó rất là đẹp ha. Đẹp quá lên luôn. Cây này nữa. Công nhận mùa đó đẹp thiệt. Công nhận là mùa đó rất là đẹp. Rất là cao phô. Tay đồ ăn nè.